Xin chào mọi người, chào mừng kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về dự án Pankoku. Pankoku, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất. Pankoku là gì? Hệ sinh thái Pankoku đang được phát triển bởi Pankoku LLC. Đó là cầu nối giữa thương mại điện tử và tiền điện tử. Nền tảng này hiện có hàng nghìn sản phẩm, hàng trăm thẻ quà tặng kỹ thuật số, thanh toán hóa đơn tiện ích và dịch vụ hàng đầu trên thiết bị di động. Nền tảng này sẽ sớm tích hợp mua sắm tạp hóa SKU, thẻ quà tặng điện tử quốc tế, tích hợp ví web, thị trường sản phẩm đã qua sử dụng và cập nhật danh sách sản phẩm hàng ngày. Pankoku là một sản phẩm blockchain đáng tự hào của Suriname. Nó cung cấp nhiều sản phẩm hơn bất kỳ DEX nào khác trên thị trường. Sứ mệnh của Pankoku. Pankoku thực hiện sứ mệnh tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử bền vững bằng cách cung cấp và đảm bảo sự tin tưởng, tận tâm và chất lượng. Nó sẽ cung cấp một môi trường kinh tế xã hội mang tính cấu trúc ở Suriname và khu vực thông qua một hệ sống đóng góp và thanh toán hợp pháp. Tầm nhìn của Pankoku. Pankoku muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho người dùng để cuộc sống của họ xung quanh tiền điện tử có thể dễ dàng và hiệu quả hơn. Đặc điểm của Pankoku, cửa hàng Kuku. Kuku Shop là một sản phẩm của hệ sinh thái Pankoku đang được phát triển bởi công ty Pankoku LLC. Kuku Shop hoạt động như một cầu nối giữa thương mại điện tử và tiền điện tử. Nền tảng này trưng bày hàng nghìn sản phẩm bao gồm hàng trăm thẻ quà tặng ảo, Mobi Top Up và thanh toán hóa đơn điện tử. Nền tảng Pankoku của công ty đã giới thiệu một ứng dụng chuyên dụng và đầy đủ tính năng. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn để truy cập vào cửa hàng trực tuyến. Người dùng điện thoại thông minh Android có thể trải nghiệm các dịch vụ thương mại điện tử đẳng cấp thế giới từ điện thoại của họ ở mọi nơi, mọi lúc và chỉ với một vài thao tác. Ứng dụng đang tăng cường bảo mật hơn, khả năng truy cập trên toàn thế giới, giao dịch nhanh chóng, trải nghiệm người dùng tốt hơn, thanh toán tiết kiệm cũng như thông báo về phần thưởng và ưu đãi. Với tất cả các tính năng và công nghệ của nó sẽ giúp người mua tiết kiệm hơn chi tiêu của họ. Với ứng dụng này, người dùng sẽ nhận được nội dung được cá nhân hóa, các tùy chọn thanh toán mạnh mẽ và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Ví Kuku là một trong những sản phẩm tốt nhất cho phép người dùng nhận và giao dịch tiền điện tử một cách dễ dàng. Người dùng có thể tham gia vào các giao dịch hoán đổi Kuku và giao dịch thông báo ngay lập tức từ ví Kuku của họ. Tương tự vì có thể được liên kết dễ dàng với tất cả các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Pankoku. Ví Kuku sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay. Bệ phóng, Pankoku cũng có các tính năng dự đoán và bán di chuột. Trong khi tính năng dự đoán sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư có lợi hơn, thì LawPass trở thành một nền tảng sẽ trở thành nơi tung ra các ý tưởng và sản phẩm mới vào thị trường. Cả hai nền tảng sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm 2022. Kuku Token là gì? Kuku là mã thông báo BEP20BSC dùng làm phương tiện thanh toán cho các sản phẩm DeFi của Pankoku. Mã thông báo Kuku là thành phần chính của dự án này. Nó là mã thông báo thưởng siêu giảm phát dựa trên chuỗi thông minh Binance và dựa trên giao thức BEP20. Mã thông báo Kuku được liên kết rất chặt chẽ trong toàn bộ hệ sinh thái, có nghĩa là việc thực hiện các hoạt động sẽ không gặp rắc rối trong toàn bộ hệ sinh thái nếu người dùng có đủ mã thông báo Kuku.